Và bây giờ mình sẽ test ánh sáng cốt của quả Be Less It Light V20L với công suất pha tổng cộng là 65W, và ánh sáng cốt của nó sẽ là 45W. Thì với 45W ánh sáng cốt của quả It Light V20L nó sẽ như nào? Các bạn có thể thấy từ đây cho tới cái bức tường mà cuối của cái đường này, là khoảng cách mình test đây là đâu đó rơi vào khoảng 150m. Từ đây đến cuối đường là cái chỗ cái biển màu xanh xanh này nè, các bạn thấy không? Đó, thì có mấy người đang đứng ở cuối đường. Đó. Thì các bạn thấy là ánh sáng rất là tốt. Đó, các bạn thấy nè. Ánh sáng, cái chân sáng nó rất là tốt. Đó. Với ánh sáng cốt gần như là vô đối rồi. Đây là một trong những quả bi laser hiếm hoi cho ánh sáng cốt rất là tốt. Tại vì sao? Đa phần những quả bi laser với ánh sáng cốt 45W cho ánh sáng rất là kém, ánh sáng không được đẹp, không được xa và không được rộng và mịn chảy đều như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ bật pha cho bạn xem. Tại vì quả bi laser thì pha nó là một cái điều đặc sắc. Đó, mình tắt bật lại cho bạn xem vài lần nha. Đó, bạn thấy nè, đây là cái tâm của nó, cái tâm sáng. Các bạn đi trên video sẽ thấy là cái điểm tâm đó, cái tâm vàng ở giữa tròn đó là cái tâm laser. Thì cái laser này sinh ra giúp cho các bạn đi đêm khi pha lên quan sát cực kỳ tốt và cực kỳ xa. Giờ mình sẽ chiếu xa ra nha. Rồi, mình sẽ phép chiếu xa. Đây, đây bạn thấy không? Các bạn đi rồi, các bạn thấy tận cuối đường luôn. Đây cuối đường là 150m là ít nhất. Đó, các bạn thấy nè. Đó, cái pha laser nó sẽ cho ra ánh sáng chiếu xa rất là tốt, cực kỳ tốt. Và càng ra xa thì cái pha laser này nó càng ok. Tại vì cái nguyên tắc của cái laser là sao? Nó gom một tụ một điểm, nó chiếu thẳng tới. Giống như cái đèn pin nó chiếu thẳng tới, và càng ra xa thì nó càng to ra, nó càng khuất ra. Đó. Vậy những ai cần nâng cấp bi laser? À, đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn đặt ra. Thì khi các bạn đi đêm nhiều, các bạn cần độ an toàn tối đa, và các bạn muốn mình quan sát đường tốt hơn, sáng hơn, xa hơn khi các bạn pha lên, thì các bạn nên chọn quả bi này. Đây là một cái dòng siêu phẩm trong năm nay mà It Light V20L là một trong những số đó. Ngoài ra thì trong năm nay bên mình sẽ review rất là nhiều sản phẩm bi laser cho các bạn. Các bạn hãy subscribe kênh và theo dõi nhé. Rồi, khi bạn thấy nè, thì khi mình đang zoom đến cuối đường luôn nè, đây từ đây đó, từ đây tới cái chỗ mình zoom là 150m, và các bạn thấy rất là rõ nét. Các bạn có thấy mấy bạn nhỏ đang chơi không? Đó, rất là rõ nét. Và mình xin nói là cái laser này công suất là với 10W thì nó cho ra cái độ sáng như này. Nếu các bạn sử dụng những cái quả laser của Hanwei như là L82, L82C Pro với công suất laser lên tới 20 và 30W, riêng laser không thì cho ánh sáng pha siêu siêu khủng. Đó. Và cái pha laser này rất là an toàn, tại vì nó chỉ có tác dụng giúp chiếu xa hơn, và chúng ta sẽ vẫn cảm giác thấy chói khi chúng ta đứng đối diện nó. Ngoài ra thì nó rất là an toàn và nhiệt độ của nó sẽ khống chế rất là tốt, tại vì nhà sản xuất người ta đã thiết kế cái quản tản nhiệt cho laser và LED rồi. Đó, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi quả bi laser này.